Đàn ông khi châm thuốc thì cúi đầu, khi cầu hôn mới quỳ xuống, khi hôn thì nhắm mắt, khi gặp người họ thích thì họ mới trở nên ấm áp, khi gặp đúng người con gái họ thương thì họ mới rơi lệ. Đừng bao giờ hỏi đàn ông rằng họ có yêu bạn thật lòng không. Đừng bao giờ dò xét xem đàn ông có muốn ở bên cạnh bạn không. Bởi vì một khi người đàn ông yêu bạn thật lòng, họ sẽ không bao giờ để bạn phải bất an. Love.